hòa mình trong phố đi bộ Hoàng Thành Huế với không gian kiến trúc nhà sườn đặc trưng của cố đô. Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ở thành phố Huế là địa chỉ uy tín để tìm hiểu về vị đại tướng được Bác Hồ đặt tên. Dù mới được khánh thành, nhưng nơi đây đã trở thành điểm đến được rất nhiều người lựa chọn để tìm hiểu về lịch sử, một vị tướng tài của dân tộc. Nhìn những vật dụng này, người ta dễ liên tưởng đến một nhà buôn của thế kỷ 20. Đó cũng là mục đích của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh khi sử dụng chúng trên con đường bí mật vào Nam năm 1964. Trong trang phục này, ông đã đi từ Hà Nội sang Trung Quốc, rồi Indonesia, Campuchia và đến Trung ương Cục miền Nam để tham gia lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ. Không chỉ vẻ bề ngoài, trong những cánh thư vào Nam ra Bắc, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và gia đình vẫn phải đóng giả thương nhân. Những bức thư chất chứa bao tình cảm gia đình, nhưng vẫn thấp thoáng niềm vui chung khi công việc làm ăn, cách gọi bí mật của cuộc kháng chiến có những bước phát triển. Đó chỉ là một trong số rất nhiều câu chuyện sẽ được những hiện vật, tư liệu, văn bản gốc kể cho công chúng hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của vị tướng tài tình của dân tộc được lưu giữ tại Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Thì phần là cái ấn tượng lớn nhất của tôi mà khi vào đến tham quan cái bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh thì phải nói rằng là cái hình ảnh Nguyễn Chí Thanh với quê hương, cái tình cảm của Nguyễn Chí Thanh đối với gia đình. Tại sao tôi nói đến gia đình? Nếu như anh không có tình cảm tốt đối với gia đình, không có tình cảm tốt đối với quê hương thì không thể có tình yêu lớn đối với cả đất nước, cả dân tộc được. Tại bảo tàng có nhiều tư liệu hiện vật do gia đình Đại tướng Nguyễn Chí Thanh lưu giữ và chưa từng được giới thiệu trước đây. Không chỉ hấp dẫn ở hệ thống hiện vật, bảo tàng còn ứng dụng nhiều công nghệ mới trong trưng bày và truyền tải thông điệp như hệ thống chiếu phim tự chọn, hệ thống pano và màn hình tương tác. Nó nằm ở giữa một cái thành phố mà xung quanh đây là nó là văn hóa, trầm tích văn hóa, những dấu ấn văn hóa, nó dày đặc văn hóa. Nhưng đây nó là một cái địa chỉ đỏ văn hóa riêng của một cái dòng văn hóa cách mạng. Nằm trong cái dòng, trong cái nền không gian của cái văn hóa dân tộc, nó hài hòa như thế để có kế thừa, có phát triển. Mặc dù là bảo tàng lưu niệm danh nhân, nhưng mà chúng tôi trưng bày, giới thiệu, phản ánh cả cái quá trình hoạt động cách mạng của Đại tướng cũng như cái phong trào cách mạng của Thừa Thiên Huế trong qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, và cái nói lên cái cuộc kháng chiến khốc liệt của dân tộc, mà cái vai trò của Đại tướng Nguyễn Thanh ở mỗi một cương vị, mỗi một vị trí, mỗi thời điểm lịch sử, nó đều có những cái dấu ấn của Đại tướng Nguyễn Thanh ở trong đó. Với Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, văn hóa di sản của thành phố Huế dường như được bồi thêm một lớp trầm tích của một thời đấu tranh cách mạng. Công chúng có thêm một cái nhìn về một vị tướng chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam.